Alo, chào cả nhà nha. Hôm nay tiếp tục đi đổ vớn mini cả nhà. Thì hôm nay ở dưới kia mình dời mấy địa điểm mới nhiều quá à. Tại hôm qua khui nước ra, bữa nay không biết tình hình sao, coi chạy nhiều không nha. Thì địa điểm trên đây mình vẫn đặt trên cái này, mình không dời nha, tại chạy 4-5 con hoài à. Đã quá đã nên mình không có dời. Chỗ này như là lương ở đâu nhiều lắm cả nhà ơi. Nó nguyên cái đường này nè, lương nó cứ vô hoài luôn. Mình đặt 3-4 bữa rồi, 3 bữa phải không ta, mà lương nó chạy hoài luôn, chạy lần ba con trận ếch nó nằm ngồi trên cái vớn luôn kìa, ếch nhỏ ngồi trên vớn luôn, còn đi thăm luôn, không biết ếch nó đi không, mình đi xuống nó rồi nhảy hàng này. Cái này ngày nào cũng chạy luôn, bữa nay không biết sao đây. Mình tính làm cái đồ nuôi lương nữa, mà con mà nó phá quá à. Mình nuôi nhiêu nó lại bắt thả là nó phá. Còn mình bữa đó mình nuôi được đâu gần tháng, cái đầu nó phá quá mình bắt lên mình bán luôn cả nhà. Giờ cái này coi hàng đó không, cá ụt nhóc chân cả nhà. Không thấy lương ta, rồi có lương luôn cả nhà ơi. Hai ba con vậy á. Hai ba con lương gì trong đây nè, ngày nào cũng có hết cả nhà, ngày nào cũng chạy mà lương đây nó không được bự. Đây, 4 con luôn. Ở đây đặt lương nuôi đã luôn cả nhà, nè, thấy không? 1 con nè, 2 con nè, 3 con nè, 4 con nè. Dưới mớ cái sặc con cua. Oh. Hôm qua chạy 5 con mà bự hơn bữa nay chạy 4 con nhỏ nhỏ mà. Lương này đi nuôi đã lắm cả nhà. Tức mình nhà mình nuôi không được con mình phá quá. Rồi mình buộc dây lại mình đi xuống dưới luôn. Dạ rồi cái tiếp luôn cả nhà. Cái này hôm qua mình mấy bữa trước thì chạy mà hôm qua nó không chạy nè, không biết sao. Để hôm nay coi có con gì. Cái đường này ngon lắm, nước trong veo thôi nha, mà nó không gì chạy được 2 bữa chắc hết lương rồi. Chạy được 2 bữa. Rồi, hết lương rồi. Chạy cá đồng tông không à? Chạy cá đồng tông không? Chạy được có mấy con cá lồng tông nữa này. Cái thứ hai thôi, chạy được không trả lương rồi. Rồi cái này hôm trước hôm qua đó, hôm qua mình chạy 4 con hay 4 con lương trọng trọng không ạ. Hôm nay còn cái này là cái lỗ lũng này nè. Chưa đi giá được nè, lúng chà bá luôn nha, không biết bữa nay có lương không đây. Cái này hôm qua chạy 4 con quay càng 4 hay 3 con gì quên. Ồ, bữa nay không có lương nữa nha. Bữa nay không có lương nữa.
mình lội bên đây mình thăm cái bên đây luôn. À, nước cỡ này nó cạn quá. Cái này bơm nước lên canh tối phi. Này mới đặt hồi tối. Dạ. Dạ. Đường mới này có lương. Này đất nó không có lúng. Lương có nhiều. Có không? Đùa. Ôi. Vô ba ống con luôn cái này. Ba con bự luôn. Ba con bự luôn. Vô vô rồi, cái này vô. Vô vô đó. Ô luôn rồi. Cái lưng tôi nuôi đó ơi. Này cả nhà. Ô vô con ếch luôn. Ếch nữa. Ba con bự cả nhà. Đặt chỗ mới cái này gì đó. Mạnh ha. Chạy giết rồi cái nó hết luôn rồi. Máy thì nó còn. Rồi ngớt rồi. Đây. Đưa ngớt nha nha. Ba em. Trọng trọng à. Được ba con bự nữa nha, ba con trọng trọng, một con, hai con, đây con nữa, ba con. À, đi tiếp tục, bữa nay em đặt thêm hai chỗ mới nữa, còn hai chỗ mới nữa. Bán không có đặt bán không? Dạ, đặt mé bên kia không à? Tại không đẳng hết chỗ không, cái lội qua đây hôm qua lội qua đây nè. Thì đẳng có đường nước, con muốn đất chết. Dạ. Thì nước đẳng rồi. Hết vớn. Giờ bắt cái đường cũ đi. Chắc hôm nay dời đường cũ đi, hết lương giờ đi. Cái này cũng mới đặt tối luôn. Mấy cái mới đặt. Nó chạy mạnh cả nhà. Tại lương nó còn á. Mình đặt rồi. Mình đặt mình thăm nhiều lần á, cái nào lương nó vô hết rồi. Ui. Rồi cái này bị lủng rồi, chuột cắn rồi nè. Nè. Chuột cắn rồi cả nhà. Nè. Chuột cái này nó hoành hành lắm, nó leo lên tới vớn nó cắn luôn. Bởi vì cái vớn nào không chạy là nguy hiểm. Cắn cái là khỏi coi có con gì vô luôn. À, bỏ lên đây đi. Biết có con gì trong đây. Đường nước này đất nó không có lúng. Con gì không ta? Ờ có cả nhà. Có kìa, có kìa. Hai con lươn cả nhà. Được hai con lươn. Hàng lương đây nè. Để đổ ra. Tìm hai con nữa. Tính ra bữa nay cũng đâu tệ hơn hôm qua cả nhà. Còn cái nữa, mình còn cái nữa.
cá lòng tông cái gì nheo ủng 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 đây. Mấy nồng nọc hay gì nheo ủng ủng ủng. Ôi ơi nồng nọc hay gì cả nhà. Có lủng không đây? Ồ ôi nồng nọc. Nọc nhiều ổng không không? Lại kiếm vài con lươn nữa. Không thấy lươn đâu ta. Thấy nồng nọc không à? Ôi có lươn cả nào ơi. Có lươn. Còn cành cành không nè. Con cành cành, con lươn chà bá luôn kìa. Lươn cành ná luôn cả nhà. Đấy. Rồi còn con lươn nào nữa không? Đây này. Ba cái giờ. Hình như vô có con rồi cả nhà. Con à, con à. Vô con bự luôn. Vô hai là mình tổng cộng được hai con lươn bự, ba con lươn bự luôn kìa. Đấy. Vô lươn bự luôn cả nhà. Dục ba này ra. Mấy nồng nọc nè cả nhà. Nồng nọc thả mấy nồng nọc đi trở thành ếch nữa anh bắt. Nó lên nó đẻ. Đẻ lúc mưa xuống á. Dạ. Hôm nay có bộ ngon không hay đơn giản. Hôm qua mình đựng chục con phải không ta? Tính ra hôm nay mình được nhiêu con ta? 2 1 1 2 3 4 2 4 6 7 8 9 hình như 10 con nữa cả nhà. 2 3 4 6 8 9 10 10 con hết chứ. 10 con cả nhà. Tiếp tục 10 con nữa mà được mấy con lươn bự nè. Ngày nào cũng chục chục con hết ta. Ở nhà mình còn rộng nhà kìa, mình không biết bán hay mình nuôi nữa nè. Bán lươn nhỏ nè, bán uổng quá cả nhà. Có mấy lươn này bán là được nè. Nuôi thì mình ấy mùng ra thì con mình phá quá. Loại này nó nhảy vô mùng nó chơi luôn. Rồi, video mình hôm nay của mình đến đây cũng kết thúc nha cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục được 10 con nữa, mình đặt 6 cái. Mấy cái kia thì lươn vô hoài à. Ừ, hết rồi. Đặc biệt hết rồi. Mình chắc mình chiều nay mình dời đi cho địa điểm mới nữa quá. Địa điểm mới thì chạy cái nào cũng chạy cho á. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Có cái ở trên khu chạy giống á, thì mình ngày nào mình cũng vô 4-5 con hết. Đó lươn quá trời mà lươn nhỏ ní không cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà những clip lần sau nha. Bye bye cả nhà nha.